Người á, sống mà biết thường cười là hay lắm. Những đức từng nói rằng á, vui cười là một viên thuốc để trị bệnh buồn, mà buồn phiền là một viên thuốc để trị bệnh vui cười. Hiểu không? Đó, quý vị tự mà xem lại đi, thì mình chọn cái nào? Vui. Rồi, chọn vui. Hiểu không? Đó, mình về đây á, mình tu 3 ngày xuyên suốt luôn nè. Nè. Rồi mình á, quá đông người nè, mọi mặt nó đông gì là nó phải chặt chội. Hiểu không? Khi mình vừa bước vô nhà vệ sinh là ở ngoài người ta gõ sùm. Mình ở trong mình phải làm sao? Cứ A Di Đà Phật đi. Hiểu không? Chứ giờ sao họ gõ chứ họ có đi xô vô được đâu, mà mình làm gì bực bội. Đừng có ngồi trong đó mà không biết con nào nữa. Đi rồi cứ gõ hoài, thấy không? Đừng có bực bội làm chi nghe. Nó nhớ, còn chỗ nào mà cơm nước mà ta tràn vô đông quá, tràn vô đông quá, cái âm thanh nãy nó được. Tràn vô đông quá thì mình đứng xa ra, mình chờ người ta lấy cơm hết đi, rồi mình vô mình lấy sao. Còn nếu mà hết cơm mà ăn mì. Hiểu không? Đó. Đặc biệt. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình á, mình nghe gì rồi nó nhắc quý vị giữ cái phước đặc biệt. Nghe gì nó mới nhắc mình giữ cái phước. Ôi ôi, đi về chùa mà đông người gì mà không được nhắc nhở kiểu này nghe. Nó không được nhắc nhở kiểu này là quý vị biết rằng là nó sạch phước. Giống như phía trước thì quét nhà, phía sau giải rác, đúng không? Ngồi ở đây tu xong bước ra sạch nhất phước. Vừa tu xong vui cười quá trời luôn. Bước ra một cái, trời đâu dép tao đông tiêu vậy. Dép đâu rồi? Sân si lên, mắt đâu dép. Quý vị thấy cái chuyện này phải nhắc xác thực không? Nó quá xác thực luôn, đúng không? À. Mà lạ thay, cái âm thanh nãy vừa sao không để nguyên vậy ta? Đúng là ta bà. Nên á, ở cái cõi này tu là nó đốt phước của mình. Thấy không? Mình vừa được chút con quan gia kế bên đó, nó xử lý mình mặt vô. Dễ sân si lắm. Dễ sân si lắm. Hiểu không? Cái đôi dép mang đến chùa, nó mang lộn mà nó mang đôi dép mới, để đôi dép cũ lại. Có bà kêu nó, thầy coi nè, hôm qua mới mua đôi dép hôm qua để đi chùa. Nghỉ chùa đông quá, mua đôi dép mà đôi dép cao nữa chứ. Thầy biết rồi, chiều cao con hạn chế. Dép cao gì nè mang. Tính đi đến chùa coi được một chút. Chờ đi đến chùa coi được một chút. Chị mua dép cao đi đám cưới, nói chị này đi dép cao mà đi chùa. Xong á, cuối cùng gì mà con vừa để đó, vậy không biết đứa nào nó để là con đôi dép lào mỏng lét mà đôi dép cao mất tiêu. Hiểu không? Thấy không? Mang lộn mà lộn cái đồ mới không à. Dễ tức lắm chứ giỡn đâu, đúng không? Nhưng mà nhắc gì rồi thôi, chắc là nhiều đời nhiều kiếp mình cũng mang dép người ta kiểu đó đó. Giờ người ta mang lại quề nghe. Đó. Rồi thấy cái chỗ đông người chàn vô lấy cơm hộp. Lấy được hộp cơm gờ lại cái túi không còn cắt. Nó. À, nên cái chỗ đông người thấy chưa? Đâu phải nào cái cõi này, đâu phải ai vô chùa cũng là hoàn toàn tu hết đó. Có những người người ta phát lên mình chiếc áo lam, nhưng mà cái tâm niệm người ta đi đến đây là có ý khác. Hiểu không? Nên ở cái cõi này là cái cõi khó tu. Mà tu được rồi dễ mắc phước. Thấy không? Cẩn thận mà giữ cái phước. Nó không có đâu dép nào đi bộ đi kiếm cơm ăn. Có nghĩa là quyết tâm 3 ngày này phải giữ được phước cho bằng được.
hiểu không? Đó, đó là cái nhắc nhở rất là quan trọng nha. Khi mình đi đến đâu mà chỗ đông người, mỗi người mình cẩn thận. Từ điện thoại mình có ghim mình để tùm lum, mình ghim mình để điện thoại đó, có chừng có người mượn điện thoại mình mà không biết chừng nào trả. Ráng chịu nghe, tôi nhắc rồi đó, thấy không? Đó, quý vị phải nhớ rằng trong kinh Phật nói á, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. À, vậy thì mình gieo nhân mình gặt quả, trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, trồng gì ăn nấy chứ. Nên cái quả báo nó đến với mình là do nhân mình đã từng gieo, hiểu không? Vậy thì bây giờ mình gặp trường hợp gì, nghe ông thầy ông giảng rồi, mình gặp trường hợp gì, A Di Đà Phật. Nên quý vị biết rằng là những điều những Đức nhắc nó rất đơn giản, nhưng mà nó áp dụng trong cái cuộc sống quý vị đó. Những Đức không có nói chuyện cao xa, vì cao xa khi mình làm không được, cao xa khi mình làm không có được quý vị, thấy không? Nên cái pháp môn tịnh độ này là pháp môn đặc biệt. Như vậy làm sao mình có thể báo hiếu cho cha mẹ mình đời này đây? Niệm Phật. Phải niệm Phật. Quý vị biết rằng chùa chúng ta mà có nhiều cụ đi đặc biệt, ví dụ như bé 11 tuổi liên tịnh, nó có 11 tuổi thôi, vì mà nó nghe lời những Đức, nó niệm Phật mà nó ra đi đặc biệt gì đó. Chính những Đức ngồi kế bên thấy nó đi, mà nó đi A Di Đà Phật đi, thấy không? Nghĩa là nó rất là tự tại. Còn nhiều bà cụ trong chùa mình ra đi rất tự tại, biết ngày giờ ra đi. Tại vì sao quý vị? Cái pháp môn niệm Phật này, mỗi ngày mình niệm Phật và cuối cuộc đời mình chỉ có câu Phật hiệu. Nên bản thân quý vị phải nhớ rằng mỗi ngày niệm Phật nó đã vui rồi. Quý vị coi những Đức lo bao nhiêu việc mà những Đức lên chia sẻ Phật pháp quý vị nghe, nó đơn giản mà quý vị lại mắc cười, đúng không? Nó rõ ràng đơn giản mà mắc cười mà nó vui. Nhớ nè, có những cái cao xa mà chính bản thân mình cũng làm không được đâu quý vị. Những cái cao xa mà chính bản thân mình có khi làm cũng không được. Thường là những người mà ta hiểu biết nhiều là người ta thích cao xa. Cái bà này bà nói, công nhận, con nghe ông thầy đó, ông giảng công nhận hay thiệt thầy, quá trời hay luôn. Mà cuối cùng con không biết chỗ nào hay. Hỏi, ủa sao bà nói kỳ? Bà nói, con nghe thầy giảng rất là hay, vì những văn tự của thầy giảng con không có hiểu, nên con thấy thầy giảng công nhận hay, nhưng cuối cùng con không biết áp dụng chỗ nào. Quý vị có gặp cái bệnh này không? Đúng không? Nhưng mà quý vị thấy những Đức nói nó xác thực trong cái cuộc đời quý vị luôn. Quý vị có thể làm được đó. Vì chính cuộc đời những Đức mười mấy năm nay học Phật là làm cái chuyện đơn giản. Nên xin thưa quý vị rằng những Đức không có bao giờ mà biết gặp ai, người đó là địa vị gì mà những Đức biết nói những lời trao chuốt ấy. Thí dụ như bây giờ mấy anh chị ca sĩ đến hát thì tới giờ hát tôi mời lên hát. Chứ tôi không có biết nói à quý vị là những ngôi sao trên bầu trời. Hiểu không? Tôi không biết nói những cái điều mà nó cao quá như vậy. Thật sự mà nói với quý vị rằng trong cái cuộc đời chúng ta, có những khi chúng ta thấp thấp mà chúng ta sống rất là khỏe. Như bây giờ mà nói thật sự Phật tử nào mà đến mà quỳ xuống dưới trước những Đức mà nói rằng thầy là một cây cổ thụ, rồi gì tùm lum tùm la văn tự nó cao siêu, nó thôi đứng lên giùm. Khỏi đi. Chúng ta ai cũng là người học Phật để có thể hướng đến giải thoát. Nên Phan hãy nói những điều xa vời đó, hãy áp dụng chân thật trong cái cuộc đời mình đi. Con người sống trong cuộc đời này, đời đạo gì cũng vậy, quan trọng là bạn đi đường dài. Quan trọng là bạn đi đường dài thôi, hiểu không? Tôi mới đi mười mấy năm mà, năm nay tôi 42 tuổi, tôi mới đi có mười mấy năm mà. Phan đi chừng nào mà 60-70 tuổi thì lúc đó tính. Còn bây giờ mới 42 tuổi thôi, con đường này nó còn dài lắm. Phan hả? Cổ thụ cổ gì? Nghe không? Đơn giản thôi. Nên Phật tử mà những Đức hướng dẫn quý vị cũng đơn giản nữa. Nghe không? Tại vì sao? Vì con người nó dễ kiêu ngạo lắm quý vị à. Khi năng mình lên mình rất dễ kiêu ngạo. Mà kiêu ngạo là một cái hành động để tổn phước đức. Kiêu ngạo là một hành động để tổn phước đức của chính mình. Nhớ. Nên trong nhà Nho, cái chữ mà nhà Nho người ta nêu lên để độ sanh là chữ khiêm.
khiêm tốn. Khiêm tốn không phải là mình trở thành con người nhu nhược nghe quý vị, mà là tất cả những gì mình làm, niệm niệm nghĩ gì người, mình không cầu danh cầu lợi trong đó. Nhưng mà cuộc đời nhất định phải có danh và có lợi. Vì sao? Vì có danh mới quy tụ quý vị nè, hiểu không? Có danh mới quy tụ quý vị. Có lợi là có tiền bạc vật chất mới lo cho quý vị được cái gì đó, đúng không? Giống như giờ lễ Diêu Quang Âm Nhật Đức đặt 30.000 cái máy nghe pháp tặng cho quý vị. Một chiếc máy nghe pháp vậy là khoảng 140.000. Quý vị nghĩ đi, nó nằm bao nhiêu tiền rồi? Giờ không có tiền sao làm điều này đây? Rồi không có danh mà quy tụ công chúng, rồi mình nêu chương trình lên để mình cùng chung tay làm, thì làm sao mình làm được điều này? Nên cần có danh, cần có lợi mới độ sanh, đúng không? Nhưng mà mình biết những việc này nó là như vậy, nhưng mình không có nặng vào nó. Nếu như mình nặng nề vì thành bại quá, cuộc đời mình rất khổ. Có khi mình thành công đó rồi mình sẽ thất bại đó. Có khi mình lên đỉnh cao rồi mình sẽ hạ xuống thôi. Cuộc đời con người như thả diều vậy đó. Con diều thì nó có bay cỡ nào nó cũng phải hạ xuống quý vị. Trong cuộc đời con người chúng ta nhất định, chúng ta không thể nào lên hoài đâu quý vị. Nên chúng ta mà lên đến đỉnh cao, chúng ta hãy chuẩn bị dọn đường để đi xuống chắc ăn hơn là để người ta đạp mình xuống. Hiểu chưa? Nhớ. Vậy thì cái lối sống quý vị nó quá đặc biệt. Mà muốn có được cái lối sống này thì phải có một phương pháp tu vậy thôi. Bây giờ mình đang ở cõi cõi ta bà này có hạnh phúc gì thì nó cũng là quá cứ là ngắn ngủi. Tại sao chúng ta ở đây chúng ta không chọn có một chỗ mình đi về? Không phải chọn chỗ đi về là tiêu cực nghe, không phải là cầu chết nghe. Là mỗi ngày mình sống rất là đặc biệt, rất là tốt. Nhưng mà mình chọn một cái chỗ đi về, đó là mình đang chuẩn bị cái chỗ đi về thế giới cực lạc. Nó giống như bây giờ mình ở đây mỗi ngày mình tu phước tu duyên, mình phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc, thì ở thế giới cực lạc mình đã có một căn nhà có tên của mình ở đó rồi. Hoa sen là căn nhà mình đó. Rồi một ngày nào đến khi cuối cùng cuộc đời mình ra đi thì bản thân mình có cái căn nhà mình đến. Hiểu không? Thí dụ như bây giờ đi, mình ở đây mình quen rất là nhiều bạn đồng tu niệm Phật. Người nào đi về chánh trước thì tự nhiên người ta sẽ bảo lãnh mình đi lên chánh lại. Thì công nhận không? Giống như bây giờ ban đầu mình chưa có người thân nào mà mình đi qua bên Mỹ thì cũng khó, cũng điều kiện cũng khó dữ lắm quý vị. Nhưng mình qua bên bển rồi thì mình có điều kiện, có tiền, thời gian, mình bảo lãnh người thân qua từ từ. Hiểu không? Đó, thí dụ vậy đó. Thì giống như bạn đồng tu mình niệm Phật sanh cực lạc, mình ở đây mình cũng đang niệm Phật, khi mà cận tử nghiệp mình thì chắc chắn bạn đồng tu của mình họ sẽ cùng với Phật A Di Đà xuống để tiếp dẫn mình về cực lạc. Phải không quý vị? Quý vị nhớ nè, nghĩ như vậy không phải là mơ hồ, không phải là tiêu cực, mà nghĩ như vậy nó cực kỳ tích cực luôn. Phải chi mà mình nghĩ gì mà mỗi ngày mình cứ ngồi mình nghĩ hoài mà mình không làm gì thì nó tiêu cực. Còn cái này quý vị thấy những đức làm bao nhiêu chuyện gì phải tích cực không? Tích cực để gì cực lạc chứ. Đó, thấy không? Tại vì mình nghĩ rằng là tương lai cái quốc độ mình đến là ở Tây Phương cực lạc. Nên mình ở đây mình phải sống tốt, đặc biệt những gì mình làm tốt, làm thiện được mình cứ làm đi. Rồi đối với cha mẹ mình hiếu thảo hết lòng hết dạ. Còn quý vị ngoài đời thì đối với vợ chồng mình hết lòng hết dạ. Mình hết lòng hết dạ với người ta rồi mà người ta phủ phàng mình thì sao? Kể người ta. Mình hết lòng hết dạ mình rồi là lương tâm mình đã thoải mái rồi, mà người ta phủ phàng mình thì người ta tự thiếu sót. Người ta phủ phàng mình là người ta bị thiệt thòi. Mình phủ phàng một cái người chân thật nhiệt tình với mình là mình phải chịu cái cảnh thiệt thòi dữ lắm. Hiểu không? Nhân ai gieo thì quả người đó hưởng chứ. Đó, bây giờ mình nói gì như nếu như câu thế gian nói: trời ơi mày nhiệt tình mày hết mình với nó vậy mà nó đối xử với mày vậy đó. Mày ngu quá. Không có ngu đâu. Khờ có phước khờ quý vị à. Thiệt tình có phước của thiệt tình. Cháo chở thì có cái quả của cháo chở. Nhớ nghe. Đó. Trong cái cõi đời này quý vị khôn cỡ nào cũng có người khôn hơn mình. Khôn như Gia Cát Lượng thì Tào Tháo cũng biết được Gia Cát Lượng nghĩ cái gì. Khôn như Tào Tháo thì Gia Cát Lượng vẫn biết được Tào Tháo nghĩ gì. Nên cái khôn vẫn có người người ta biết được mình. Chỉ có cái chân thật nó chuyển biến từng sát na quý vị khó thế nào đón được lắm, đúng không? Đó. Nên hãy sống chân thật đi quý vị. Đừng có bao giờ nghĩ rằng
mình sống nhiệt tình là mình sẽ thiệt thòi, không có đâu. Bậy quá. Ngày xưa chính bản thân những đức cũng là nghĩ rằng nhiệt tình là ngu si, không có. Nên cả đời của mình trở thành người hẹp hòi ích kỷ. Mình nhiệt tình hết mình, nó mới là người có trí tuệ. Vì cuộc đời của người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi. Nếu mình sống cái cuộc đời này mà mình không nhiệt tình hết mình thì đúng là nó uổng phí một đời không. Nên cái đôi tay những đức một năm ginh khoảng cỡ 60 cái quan tài. Năm nào cũng ginh khoảng 60 cái quan tài cho các cụ. Thì những đức nói rằng một ngày nào tôi cũng nằm trong quan tài. Nên cái phòng ngủ của những đức, có lần những đức cho mấy chú ginh nguyên cái quan tài lên phòng. Mà cái lúc đó là nó chịu bực bội cái gì đó. Đâu mấy ngày mình đem nguyên quan tài lên, mỗi ngày mình nhìn đó. Tự nhiên mình nhìn đó, tự nhiên mình giác ngộ. Mình nói rằng bây giờ mày mỗi ngày mày bực bội phiền não, rồi một ngày nào mày chui vô quan tài mày, mày hơn thua được cái gì mà mày đi phiền não, đúng không? Rồi có tiền bạc bạc chắc á, rồi mày có cầm theo được không? Mày vô trong quan tài, đất đai mày có nhiều, nhưng cuối cùng thì mày cũng chui vô quan tài chôn một khoảnh đất nhỏ. Còn đi thiêu thì chỉ là một cái hũ cốt nhỏ thôi. Cuộc đời có người tự nhìn ra, để cái quan tài trong phòng tự nhiên trời ngủ gì đâu mà nó. Để quan tài trong cái phòng quý vị, mỗi ngày đi bước vô phòng là nhìn thấy liền. Trên cái đầu nằm á, có nhiều người nói tờ ông thầy này ông để gì thì ghê vậy trời. Ok, bản thân mình nhắc mình quý vị, tại vì trong cái cõi đời này mình dễ bị danh lợi lôi kéo. Mình sử dụng danh lợi chứ đừng để danh lợi dẫn dắt. Thật sự mà nói mình tu mình hiểu vậy, mình sử dụng danh lợi. Quý vị biết là những đức bây giờ có danh chút, những đức đủ bây giờ tu đông quá trời. Hiểu không? Có lợi giúp cho người ta. À, nó đổi qua cái phước báo mình cầm theo. Con người có hai loại mình cầm theo. Một là phước báo, hai là tội nghiệp. Nếu như quý vị không tạo phước thì quý vị tạo tội nghiệp. Tạo tội nghiệp thì cầm theo tội nghiệp. Tiền bạc vật chất nhà cửa để là hết trơn. Nên sống làm sao mà đặc biệt. Mình nghe Phật pháp mình hiểu được thì tự nhiên cuộc đời bị đặc biệt lắm. Nhớ pháp môn tịnh độ này mới báo hiếu cho cha mẹ được nè. Phật đã chỉ mình mà. Phật đã chỉ mình thờ mặt pháp niệm Phật mới thành tựu. Trong kinh Đại Tập Phật nói rằng thờ mặt pháp nhiều người tu hành không có người đắc đạo, duy chỉ có những người niệm Phật tín nguyện kiên cố mới thành tựu con đường giảng sanh. Mà giảng sanh là đắc đạo đó quý vị. Giảng sanh là đắc đạo đó. Bây giờ mình biết tu rồi mình dẫn dắt cha mẹ mình đi đến đây biết Phật pháp. Giống như chồng cô Kim Tho, mẹ vô đây bà thích, bà ở dưới hộ pháp mấy ngày nay mặt tươi rối, nay đẹp quá chàng luôn rồi. Hôm qua nhà Đức gặp, nhà Đức nói cô hôm nay gương mặt đẹp quá. Nói dạ đẹp không thầy? Đẹp. Rồi nhà Đức đưa qua cái phòng ở chung với nhóm cô Liên Bạch. Nhà Đức nói cô với cô Liên Bạch có duyên đặc biệt, sau này cô vô đây ở luôn, cứ cô Liên Bạch cô lo chưa. Vui quá giờ vui luôn. Nói thấy không, cái niềm vui này mình làm con mình vui sướng nhất luôn. Vì mẹ cha mình đến một cái chỗ bình an, sau này mẹ cha mình niệm Phật được nhà chùa hộ niệm đưa tiễn đi. Những đức nói với vị nghe, ngoài đời vị có làm một cái đám cho cha mẹ vị có lớn cỡ nào lớn đi chăng nữa, không thể nào vị so sánh với ở trong chùa đưa tiễn đi bằng câu Phật hiệu đâu quý vị à. Chắc chắn quý vị luôn. Mà cô mới nghe những đức giảng rồi bà vô chùa bà thích quá trời luôn, vui quá trời vui luôn. Rồi gặp những đức bên hộ pháp ngày nào những đức cũng chọc cười. Không, những đức cũng làm hài được lắm quý vị. Làm hài lắm á. Quý vị nhớ nè, đối với cha mẹ già, bản thân chúng ta phải nhớ là mình đừng bao giờ nghĩ mình đã lớn rồi. Đối với trong mắt của cha mẹ thì bản thân chúng ta vẫn là đứa con như ngày nào thôi. Chúng ta đi hát về, đi làm về, chúng ta đến ôm mẹ cha của mình, cái tấm lòng mình như vậy mẹ cha mình vui lắm á. Còn hơn là vị mua quà bánh ngon mà nè ăn đi, để đó đi, để đó đi. Nhà cao cửa rộng ăn ngon mặc đẹp để đó. Nó không bằng cái hành động quý vị đến với mẹ cha đâu. Nhưng Đức nói những Đức nuôi người già nè. Một ngày những Đức chọc các cụ vui cười biết nhiêu nói. Sáng những Đức ăn cơm chỉ có 10 phút thì Đức chạy qua khu yếu. Dành thời gian các cụ 10 phút ngồi chơi với mấy bà già yếu.
Mỗi lần gặp là cứ cặp cổ nói chuyện, cái cụ già cụ yếu á, rồi cái cụ bà nằm chỗ với Đức Lợi chọc bà cười. Có nghĩa là những cái hành động làm này nhà Đức chia sẻ với quý vị nghe, dù quý vị có bận biểu cỡ nào đi làm về, hỏi thăm cha mẹ mình tiếng đi. Cái hành động đó nó đặc biệt lắm đó quý vị ơi. Cha mẹ mình mà vui rồi á thì bắt đầu là họ quý thương mình rồi, mình mới dẫn dắt họ đi đâu, họ đi theo đó à. À, rõ ràng mà. Bây giờ quý vị coi như bây giờ Phật tử nè, quý vị quý Nhân Đức, Nhân Đức nói quý vị nghe rõ ràng đúng không? Nói sao không nghe vậy à? Từ khi nói bậy thôi. Không, Nhân Đức nói với quý vị nghe chứ quý vị, mình phải đủ phước duyên. Nếu như mình quý một người nào đó quá mà họ mà dạy mình bậy mình cũng làm theo. Họ dẫn dắt mình sai á, mình làm theo luôn á. Tại vì mình quá quý họ mình sẽ bị mù quáng quý vị. Nhưng mà mình may mắn thay mình gặp nhau, mình biết tu, tin nhân quả. Nhân Đức nói nhân quả không lẽ Nhân Đức dẫn quý vị tầm bậy. Nhân Đức đọ chết mồ luôn. Hiểu không? Không lẽ đi gạt người ta. Hiểu không? Đó, đây là những cái mà mình chia sẻ gì để quý vị ngay cái mùa Vu Lan mình về đấy. Bây giờ những cái điều mà Phật nói mình không có báo hiếu cho cha mẹ được đời này. Như thì làm sao phải tu, mình phải giảng sanh, rồi dẫn dắt cha mẹ biết Phật pháp, rồi mình đời này phải niệm Phật giảng sanh thì báo hiếu được rồi đó. Mình giảng sanh là báo hiếu được nghe. Đó. Bây giờ ơn cha nghĩa mẹ làm sao báo đáp đây? Niệm Phật giảng sanh mới báo đáp được. Hiểu không? Niệm Phật giảng sanh mới báo đáp được. Trưa nay bắt đầu là chúng ta 1:30 mình niệm Phật. Thấy không? Niệm Phật xong rồi Đức chia sẻ Phật pháp, xong phóng sanh cũng đi thực. Rồi buổi tối là còn 10 phút nữa 6 giờ những Đức lên chia sẻ Phật pháp. Xong bắt đầu là chúng ta tụng một cuốn kinh Vu Lan, xong lễ Phật 1 tiếng đồng hồ. Khoảng 9 giờ là xong chương trình. 9 giờ là xong chương trình. Nên mình về đây quý vị thấy cái chương trình chùa mình xuyên suốt. Cái chương trình nó xuyên suốt, nó cứ là cái chương trình cho mình để tu tập. Rồi buổi giờ này nè, giờ này 9:15 rồi nè. Nhân Đức nói chuyện sắp sửa nghỉ rồi nè. Thấy không? Thì có mấy anh chị ca sĩ người ta hát cho quý vị nghe. À, đó, đó. Duyên này kết cũng đặc biệt quý vị à. Nên là đi về chùa mình hát cũng vui lắm. Hàng Phật tử chùa mình ai cũng vui. Khi mà hát là thôi ủng hộ cổ vũ hết mình. Vui lắm. Thật sự mà nói á, như bây giờ Nhân Đức giảng pháp mà bị vỗ tay, Nhân Đức thích giảng lắm nha. Chứ mà gặp mà mình giảng pháp mà ở trên mà ở dưới mà người ta ngồi người ta nhìn lên người ta làm nè. Mà ngồi dưới mà người ta nhìn lên người ta nói nè, xuống đi. Xuống đi. Nói hoài đau chân muốn chết. Vì giảng nổi không? Không có giảng nổi. Vậy thì tu sĩ giảng pháp cũng cần họ ủng hộ tinh thần. Vì ca sĩ hát mình cũng phải nhiệt liệt. Thấy chưa? Đó là cái tâm tu duyên tu phước quý vị. Hiểu không? Ví dụ như người ta mới hát đi chăng nữa mình cũng hỗ trợ người ta. Ví dụ như ai mà nó tự nhiên giỏi liền đâu. Ví dụ như nếu ngày xưa nhà Đức mới giảng mà không có người hỗ trợ, sao có ông thầy Đức giảng hôm nay? Hiểu chưa? Còn ca sĩ người ta mới hát, mình không hỗ trợ thì sau này làm sao có ca sĩ giỏi cho mình nghe? Phải động viên hỗ trợ cái người mới. Hiểu không? Người cũ thì quá chuyên nghiệp rồi, cũng hỗ trợ. Người mới mình càng phải động viên người ta để làm chi? Để người ta thấy người ta có cơ hội, người ta có tự tin, người ta mới thành công. Nó đặt cái tâm vậy đó thì một ngày nào tới mình nghe. Một ngày nào tới mình. Nhân Đức nói bảo đảm quý vị một ngày nào thế nào quý vị cũng giảng, Nhân Đức ngồi nghe đó. Cái đời kiếp nào nó phải xoay chuyển quý vị ơi. Rồi một ngày nào quý vị cũng làm ca sĩ, quý vị hát. Người ta ca sĩ này ta ngồi dưới người ta vỗ tay. À, cái nhân quả quý vị à. Cái hành động mình đối xử với người ta làm sao mình phải chịu quả báo gì à. À, còn kiểu mà người ta hát mà mình nhúng mình chề, sau này mình hát người ta nhúng chề lại đó. Hiểu không? Chứ không phải giỡn đâu. À, khi hồi sáng Nhân Đức tụng kinh Vu Lan với quý vị, có công đoạn này mà Phật nêu mình khó báo đáp công ơn cha mẹ. Phật nêu 6 cái điều mà mình thấy không làm được luôn, nhưng mà có làm được cũng không báo đáp được.
còn trong kinh Vũ Lan. Nên mình về đây, chúng ta buổi sáng mình được tụng hồi kinh Vũ Lan là một cuốn kinh luôn, xong mình được lễ Phật 45 phút, những đức cùng tụng kinh quý vị lễ Phật bữa nay, rồi ngày mai buổi sáng cũng vậy, buổi chiều những đức, buổi chiều tối á những đức chia sẻ Phật pháp, xong cũng tụng kinh Vũ Lan, xong lễ Phật được tiếng hồ. Nên chương trình 3 ngày đều y rang vậy, để mình có tụng kinh, mình có niệm Phật lễ Phật. Tại vì tháng 7 mà quý vị, kinh Vũ Lan khi mình tụng nó cũng cảm nhận sâu sắc. Nhiều người ta mới đến chùa, hoặc là những đứa bé nhỏ nhỏ đi đến chùa cũng tụng được hồi kinh Vũ Lan. Cả đời các cháu nó cũng có ấn tượng quý vị về cái công ơn cha mẹ sinh thành. Nên cái phước lớn nhất của con người khi làm được đó là hiếu với cha mẹ. Một con người mà khi mình hiếu với cha mẹ mình á, bảo đảm 100% quý vị sẽ không có khổ đâu. Nhân đức có một người chị dâu thứ hai, chị rất là hiếu với cha mẹ bên chồng, rồi hiếu với cha mẹ của chị làm trách nhiệm chu đáo dữ lắm. Nhân đức từng nói với chị câu, nhân đức nói đời chị không có khổ đâu, dù chị nghèo chứ không có khổ nữa, tại vì cái phước mà hiếu với cha mẹ lớn dữ lắm. Nên trong kinh nói rằng là hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, mà hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi. Con người mà đã hiếu thảo, nơi nào mà nhiều người con hiếu thì nơi đó mưa hòa gió thuận à. Còn nơi nào mà con cái bắt hiếu với cha mẹ nhiều là nơi đó tai nạn nhiều, chắc chắn luôn. Nên cái công ơn cha mẹ lớn dữ lắm, rất là lớn. Nên Phật nói là đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Mà cái tháng 7 này nè, bao nhiêu người đi chùa, có những người người ta không có tu gì đâu mà người ta cũng đi chùa tháng 7, hoặc người ta ăn chay cả tháng à, cũng là cầu an cho ông bà cha mẹ người thân, cầu siêu cho củ quyền thất tổ ông bà cha mẹ. Bữa đó những đức nói với mấy anh em trong chùa, những đức nói khi cái bữa 15 người ta đi chùa đông lắm, đi kết duyên đông lắm, đông thiệt là đông luôn, bên đại tùng lâm đông đừng có nói. Những đức đi vòng vòng, những đức quan sát, mình là người chia sẻ Phật pháp mà mình quan sát, những đức thấy họ đi nhanh lắm, họ tranh thủ đi xuống xe cái là trước nhất họ đi kiếm nhà vệ sinh à, kiếm nhà vệ sinh rồi xong mà họ kiếm chỗ ăn cơm. Bữa đó thì những đức cũng nấu đồ ăn cho các cụ mình, mà nhà ăn bữa đó cũng đầy kín á, rất là nhiều đoàn ghé vào, thì những đức cho người đứng chỉ qua bên cái chùa mà chiên cho ăn à, tại mình đi bên đây chiên tu. Mỗi bên nó có cái chiên à. Nên những đức thấy đi rất là đông, đông thiệt là đông. Trong lòng những đức nói, nếu như bản thân những đức mà gặp Phật pháp cũng đi gì thì mười mấy năm nay những đức cũng không biết cái gì. Nên những đức nói mấy anh em câu, những đức nói một chục người đi vòng vòng, một chục ngàn người đi vòng vòng không bằng 10 người đi niệm Phật. Chắc chắn quý vị luôn. Nhớ. Nên một ngôi chùa mà có thể quy tụ con người chuyên tu, con người chịu nghe pháp, chịu niệm Phật, rồi chịu tu, mà tổ chức 3 ngày mà đông gì, thì cái việc này quý vị biết hy hữu lắm. Hy hữu. Mười mấy năm nay những đức kiên nhẫn hết lòng hết dạ, rồi dù là mình biết nhiều Phật pháp mình nói hết lòng hết dạ, cứ nói hoài. Có nhiều người nó nói mình nói dai, nói dài, nói dở, mình cũng nói hoài, nói tới luôn, nói hoài vậy đó. Không, đúng rõ ràng cái câu nói là hát hay không bằng hay hát. Không, giảng pháp hay không bằng giảng hoài. Những đức là xuyên giảng quý vị, giảng quá trời luôn.
Có khi chùa chúng ta một ngày vậy khoảng khoảng 10 buổi Phật pháp bỏ lên trên mạng. 10 bữa không đơn giản đâu ha. Quá nhiều luôn. Nên quý vị ở nhà cũng coi thường xuyên, coi hoài vậy đó. Hết chương trình này tới chương trình kia, hết người sống tới người chết, quá trời luôn đúng không? Đó. Nên mà mười mấy năm nay mà chúng ta quy tụ được cái nhân duyên mà khi Vía Quan Âm mà bị hổm, chúng ta tổ chức gần 20.000 người về tại Quan Âm, không đơn giản hả? Rồi Du Lan 3 ngày mà bữa nay buổi sáng thôi mà đã là đông lắm rồi đó. Rất đông rồi đó. Chiều càng đông, tối càng đông, ngày mai càng đông, bữa Chủ Nhật hộ pháp càng đông, chắc chắn luôn. Nên là ban tổ chức cũng nhiệt tình, cực lực hết mình. Bắt đầu là chúng ta vào chương trình tu tập, phải không? Rồi lay quay cái tới Vía Quan Âm Bồ Tát. Trung thu chứ, trung thu chứ, trung thu chứ, trung thu Nhân Đức tổ chức ngay ngày 16 tháng 8 âm lịch, buổi chiều khoảng 5 giờ quý vị có mặt tại chùa. 3 điểm chùa đều tổ chức đúng một ngày, dù chùa mới bên đây Đại Tùng Lâm và bên Hộ Pháp, mà chắc là bên Hộ Pháp sẽ đông nhất thôi, tại bên đó lớp đạo làm con. Còn bên đây thì người nào có cha mẹ người thân ở đây thì mình cứ qua điểm bên đây. Có cha mẹ người thân ở bên Đại Tùng Lâm thì qua bên đó. Đều là tổ chức trung thu. Nhân Đức đặt 10.000 cái lồng đèn. 10.000 cái lồng đèn. Vì lợi dự trung thu, dẫn ông bà cha mẹ đến cho những người già được chơi đèn trung thu luôn. Mình phải tưởng nhớ đến người già nghe quý vị. Rồi các cô sùng sồn cũng được đến chơi luôn. Chứ không phải trung thu chỉ có nít không đâu nghe. Đó. Rồi lễ Vía Quan Âm Bồ Tát 19, 20, 21 3 ngày 3.000 lại. 3 ngày 3.000 lại. Nhớ là 19, 20, 21 âm lịch nghe. Âm lịch tầm vào thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, 3 ngày. Rồi Chủ Nhật thì mình đi qua bên Hộ Pháp thôi. Còn ai bận thì xong đi về tùy duyên. Thấy không? Nhớ nè. Đây là những pháp hội hy hữu đặc biệt. Lễ Vía Quan Âm 3 ngày 3.000 lại. Thử năng lực đi. Đây cũng gọi là cảm giác mạnh quý vị. 3.000 lại 3.000 không đơn giản nghe. Mà họ chắc từ xa xưa tới giờ chưa từng thấy. Đời mình là chưa biết rồi đúng không? Những cái trước đời mình không biết sao ai biết, nhưng mà đời mình là không thấy. Thì 3 ngày 3.000 lại, quý vị nên dẫn người đi lại Quan Âm. Cái pháp hội thù thắng 3.000 lại. Những đức đang đặt 30.000 cái máy nghe pháp. Để tặng ngay ngày lễ Vía Quan Âm Bồ Tát. Nên cái chương trình này đặc biệt dữ lắm. Bây giờ trở lại vấn đề tháng 7 bữa nay đi vòng quay lại, mình sống trong hiện tại ngày nay đặc biệt. Mình đi đến chỗ đông người tu tập, nhớ nó cũng có những cái nó cũng làm mình vui nhiều lắm, nhưng cũng có những cái nó cũng làm mình phiền não. Trong cái cuộc đời nó là gì đó quý vị. Quý vị có khi bị với những đức có duyên với nhau thì tự nhiên nghe nói chuyện thấy thích, nhưng mà có những người nói chuyện mình không thích. Trong cuộc đời nó là gì mà, thì mình làm sao mà mình gói gọn lại hết mỗi người có cái cương vị. Ví dụ như cái cương vị những đức là lên nói chuyện hướng dẫn tu, như cách nay mà khoảng 10 năm về trước, cương vị của những đức là bực bội la gầy sùm. Còn cương vị của thầy Giác Nhàn thì nói chuyện dễ thương.
Hồi xưa rõ ràng luôn. Hồi thời đó là nhận đức là dữ lắm á. Là lỗi sùm, công việc này kia tứ tung lang tán. Không phải đơn giản đâu nha. Nghĩa là mỗi người mỗi cương vị nghe. Nên mình á, mình sống mà làm sao mà mình thông cảm được cái cương vị cho người ta. Thí dụ như mình đi về tới chùa là giống mình buông xuống vạn viên. Buông xuống vạn viên. Rồi buông vàng, buông tiền. Có nhiều người đi đến chùa mà cả đâu quen, ta còn lột, ta để nhà. Là buông xuống vạn viên á. Nghĩa là đã buông xuống vạn viên rồi, đi về chùa gặp thuận duyên, nghịch duyên gì mình cũng giữ trạng thái ổn định niệm A Di Đà Phật. Đúng không? Ví dụ như mình giờ buông xuống vạn duyên, mình đến đây mình giữ khóa tu thôi. Còn người trong chùa là người ta phải còn công việc, người ta rất áp lực với công việc. Nên khi mình gặp một cái việc gì người ta sắp xếp hơi khó khăn gì chút, đó cũng là điều cho tốt cái hội chúc. Tại đông người, nếu như đông người mà để đại để càng thì quý vị coi nó loạn không, nó lộn xộn chứ. Nên phải có người cứng, quyết chí, mạnh mẽ để sắp xếp. Nên chúng ta mới lên ngồi yên nè. Nên mình hết sức là thông cảm, đúng không? Vậy là nó đặc biệt vậy lắm quý vị. Rồi đông người mà chỗ ngồi nó chặt chội nữa, ai mà không muốn ngồi phía trước đây? Cái tâm lý ai mà không muốn ngồi phía trước đây? Nếu bây giờ mình có thằng Thông mình bay được, chắc mình bay lại đây mình ngồi trên. Cái cảm giác mình nhất định mình sẽ muốn vậy thôi. Giống như sống trên cuộc đời này, chúng ta đều muốn làm vua, rồi kế đó mình phải làm thừa tướng, chứ có ai mà muốn làm thằng lính gác đâu, hiểu không? Nhưng mà trong cái số phận cuộc đời thì nó đưa đẩy mình thôi, chứ mình đâu có muốn mình vậy đâu. Với trong cuộc đời quý vị biết ai mà không muốn mình cao, chứ ai muốn mình lùn, hiểu không? Vì ai cũng muốn mình đẹp, chứ ai muốn mình xấu đâu. Ai cũng muốn mình cười má đúng đồng tiền, chứ ai muốn hô đâu. Hiểu không? Nhưng mà cái số phận cuộc đời nó đưa đẩy, mình phải chịu thôi. Hiểu không? Ai cũng muốn mình có duyên, chứ ai mà muốn mình vô duyên đâu. Nên tất cả những cái điều muốn trong cuộc đời nó đều muốn tốt hết á. Nhưng mà do gì con người mình gieo cái nhân nó không được tốt, nên mình không có được tốt. Như hồi đó như Đức nói chuyện thô thiện, khó khăn, bực bội. Nhưng mà tu từ từ nó chuyển rõ ràng, thấy chưa? Giờ như Đức nói chuyện đỡ hơn ngày xưa nhiều. Chứ hồi xưa mở miệng ra rầm rầm như cầm búa bữa ầm ầm, hiểu không? Đó. Nên mỗi người mình nó đều có thời gian quý vị. Có thời gian để mà mình thay đổi mình. Đều có thời gian hết trơn á. Nên mình làm sao á, mà mình tu tập, mình niệm Phật, rồi mình nghe Pháp, mình sửa đổi lỗi lầm từ từ, con người mình nó hoàn chỉnh, nó tốt. Chứ không có ai mà mình tự nhiên mình tốt liền được đâu. Nên mình đi đến chỗ đông người, mình gặp nhiều cái việc mà mình phải học tập lắm. Thuận cũng học tập, nghịch cũng học tập được. Nên người xưa nói câu, ba người cùng đi chung, mình đi chuyến giữa. Hai người hai bên, người thiện người ác. Mình nhìn qua người thiện, mình coi mình có thiện hay không mình học. Mình nhìn qua người ác, mình coi mình có ác hay không để mình sửa. Nên mình đi vô chỗ đông người mình học quá trời đặc biệt luôn. Học đặc biệt lắm á, hiểu không? Mình ngồi mình nhìn được cái hành động người ta, mình xem hành động mình, chứ không phải mình chỉ biết chỉ trích hành động người ta. Hoặc mình vô cái chỗ lấy cơm hộp mình ăn, thấy chen chúc, mình đứng mình nhìn hành động người ta, mình coi hành động mình. Thì tự nhiên quý vị đi một ngày đàn học một sàng khôn đi. Quá hay luôn, đúng không? Nên cương vị mỗi người có cái khó, mình đừng có hoàn toàn chỉ trách người mà quên trách mình. Thí dụ như mình thấy cái bà đó, bà đi đánh ghen. Bà đánh quá trời đánh luôn. Mình nói cái bà gì bà không giữ thế ớt. Nếu như đặt vai trò mình là chồng mình vậy, mình đi đánh ghen có chừng mình cũng đánh hơn mà đó. Ai biết được mình sao, hiểu không? Tại vì mình chưa đặt mình vào hoàn cảnh người ta, mình chưa gặp hoàn cảnh gì, mình chưa biết đâu quý vị à. Chúng ta đa phần là chúng ta chỉ biết nhìn hoàn cảnh người ta và đánh giá người ta thôi, chứ mình ít bao giờ chịu đặt mình vào người ta lắm. Ví dụ như giờ cha mẹ người ta mắc, người ta khóc quá trời khóc, mình nói làm gì mà khóc vậy? Nếu cha mẹ mình chết khi mình cũng khóc lắm, hiểu không? Nó có nghĩa là trong cái cuộc đời này, đặt mình vào hoàn cảnh người, mình sẽ thấy ra rất nhiều thứ.
Mà bản thân chúng ta có khi cũng mù quáng ở trong cái hoàn cảnh đó. Nên nhờ nghe Phật Pháp, nhờ tu, nhờ niệm Phật cầu sanh cực lạc mà mình sáng suốt. Nên cái việc mà trong kinh Du Lan nêu mà để mà hiếu với cha mẹ, báo đáp công ơn cha mẹ, thì trong kinh Du Lan thấy để là không được. Nên cái đề học chúng ta là ơn cha nghĩa mẹ làm sao báo đáp đây. Thấy là trong kinh Du Lan để là mình không báo đáp được rồi đó. Sáu điều nè. Phật bèn dụng phạm thinh sáu món, phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ơn cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương báo đáp cho vừa sức đâu. Ví có người ơn sâu dốc trả, cổng mẹ cha tất cả hai vai, giáp vòng hòn núi tu di, đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền. Ví có người gặp cơn đói rét, nuôi sông thăng dăng hết thăng này, xương nghiền thịt nát phân thay, trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng. Ví có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình khoét thủng sông ngươi, chịu thăng mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu. Ví có người cầm dao thật bén, mổ bụng ra rút hết tâm can, quyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thăm ăn đâu bằng. Ví có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự khổ, sự khó biết bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Ví có người vì ơn sinh dưỡng, tự treo mình cúng Phật thế đàn, cứ treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp ăn thăm chưa đền. Ví có người xương nghiền ra mở, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình, xương tan thịt nát chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Ví có người vì công dưỡng dục, nuốt sắc nóng thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp thăm ăn chưa đền. Thấy những cái điều nêu lên, quý vị thấy mình làm không có được luôn á. Cái này là ví dụ những cái việc khó khăn mà để mà muốn báo ơn cho cha mẹ mà làm được gì cũng không báo ơn được luôn. Quý vị thấy không? Đây là gọi là pháp tự lực, quý vị. Làm cái pháp tự lực này không được rồi đó, chịu thua. Quý vị thấy cái công ơn sinh thành của cha mẹ rồi nuôi dưỡng mình khôn lớn, cái công ơn này lớn cỡ nào chứ. Thí dụ như bây giờ á, mình vào bụng mẹ mình mà mẹ mình không để mình, sao mình ngồi đây? Rồi sanh ra mà bây giờ không nuôi mình mà cho mình nhịn đói, mình cũng chết queo, hiểu không? Nên cái công đoạn mình tụng kinh Du Lan mình thấy xúc động. Khi mà Đức Phật mà kêu tôn giả A Nan, bây giờ những cái đống xương này ông sắp lại cho đàng hoàng, những bên nam bên nữ cho đàng hoàng, thì tôn giả A Nan cũng thấy khó. Hồi xương mà sao hồi sắp bên nam bên nữ, xương nam xương nữ đây, mới hỏi Phật. Phật nói là đàn ông thì xương trắng nặng vằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Thì do sinh đẻ khổ cực mà người phụ nữ xương đen. Nên từ nơi đó quý vị biết là cái người phụ nữ họ cực khổ. Nên người đàn ông mình thương vợ mình nghĩ đến cái chuyện người ta đến với mình rồi xong người ta mang bầu bì, người ta đẻ con, nuôi con. Khi mình đi làm kiếm tiền gì mình nói rằng tối ngày ở nhà có biết làm ăn gì đâu, chê người ta. Thật sự mà nói trong cuộc đời này ai cũng có cái khó đó quý vị. Đàn ông có cái khó của đàn ông, đàn bà có khó của đàn bà. Có những việc của người đàn ông đàn bà làm được, nhưng có những việc của người đàn bà đàn ông làm cũng được. Ví dụ như đàn ông có đẻ được không? Rõ ràng không? Nên những đức từng nói rằng người phụ nữ là nhà sản xuất cao thượng. Nếu như bây giờ mà không có người phụ nữ vậy sao cái nhân loại này sao đây? Bị diệt chủng, mất tiêu hết chứ, chết mất tiêu hết rồi còn đâu mà sanh sản đây. Nên những đức nói rằng tán thán người phụ nữ là nhà sản xuất cao thượng. Thấy không?
sinh con mang nặng đẻ đau đủ chuyện ha. Nhưng mà khi nuôi con khôn lớn rồi nói nó cự lại. Nên có công đoạn trong kinh Du Lan đó nè: nếu cha mẹ rầy la quở mắng, chớ sanh lòng hờn giận chẳng kiên. Nghĩa là cha mẹ rầy la chửi mắng mình luôn á, mình đừng có mang cái tấm lòng mà hờn giận mà mình cự lại. Chẳng kiên là mình cự lại đó, hiểu không? Nên mình phải có cái tâm hiếu thảo. Nhưng mà phải nhắc nha quý vị, mình mà không nhắc là mình bụp lại á. Đừng nói mà cự, mình bụp luôn á chứ cự gì. Khi mà chúng ta còn nhỏ la mình còn chấp nhận, mình nhịn được á. Nhưng mà nó lớn một chút là nó không dám cự mình, nó ghen. Có không? Nó lớn một chút là nó ghen mình, nó nghinh mình đó. Mình la nó nhìn mình đó. Nhưng mà nó lớn một chút nó nói lại á. Nó nói lại, đúng không? Còn lớn như mình á, mà làm có tiền đem về nuôi cha mẹ được đó, thì lúc đó cha mẹ mà la trách mình là mình nói: khó khăn quá, người ta làm lụng cực khổ đem về cho ăn mà còn nói cái gì. Mình cự lại đó. Nó có đó chứ mày không có nghe. Đúng không? Phật nói rõ ràng không? Nếu cha mẹ rầy la vợ mắng, chớ sanh lòng hờn giận chẳng kiên. Quý vị thấy kinh Du Lan không? Nhắc rõ ràng chưa? Rất là rõ ràng luôn đó. Nên mình đi đến chùa mình phải nghe giảng gì nè mình mới hiểu. Chứ mình đi đến chùa mà mình đi vòng vòng mình đi thắp nhang, đi mười mấy năm mình cũng không hiểu nguyên lý gì nữa. Quý vị đi đến đây bị ngồi đau chân chút, nhưng mà quý vị thấy nó ý nghĩa. Là mình nghe được những cái điều này để mình phát tâm, mình tu tập 3 ngày Du Lan để mình hồi hướng cho cha mẹ của mình. Đó. Giờ những đức đọc nãy công đoạn, vì thấy là chúng ta không có cơ hội báo hiếu với cha mẹ rồi đó. Chúng ta là không có cơ hội báo hiếu với cha mẹ. Có một vị này là thiền sư, ông là bậc thiền sư. Vậy mà ông đưa mẹ ông về chùa rồi ông dạy mẹ ông niệm Phật. Ông là thiền sư mà ông dạy mẹ ông niệm Phật đó. Rồi mỗi ngày cứ nhắc mẹ niệm Phật suốt luôn. Sau này mẹ niệm Phật mẹ biết ngày giờ giảng sanh. Khi mẹ giảng sanh, vị thiền sư này lo cho mẹ đàng hoàng hết. Xong ông thở cái khì, ông nói rằng: bổn phận làm con của ta cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đó. Quý vị tụng kinh Du Lan á, tán thán Tôn giả Mục Kiền Liên. Mà Tôn giả Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc thần thông đệ nhất đó, bậc thượng thụ thần thông đệ nhất. Vậy mà Tôn giả Mục Kiền Liên ngày khi chứng quả, ngày quan sát con mẹ sanh vào chỗ nào. Quý vị tụng kinh Du Lan với em, quý vị nghe rõ ràng nghe không? Ngài xuống dưới địa ngục, ngài thấy mẹ của ngài đói. Bà Thanh Đề bà đói quá trời đói. Mà bà đói là do chỗ nào biết không? Bà tham quá đó. Cái tâm bà tham sân hận, khó khăn khó chịu. Chứ cái tội bà nặng nhất là khi bà đi đến chùa, mà thật sự bà nói nó cái nhân cái quả ấy vậy. Bà cũng có cái tâm hướng đạo lắm đó. Nhưng mà bà thành tâm thành ý, lúa bà lột ra bà lấy móng tay bà cạo cho trắng hạt gạo, bà đem lại một bát gạo bà cúng cho chùa. Cái tâm đó thành kính lắm đó quý vị. Nhưng mà gặp cái nhân bà không tốt, bà gặp người tu không đặc biệt. Người ta lỡ cúng tiền, cúng vàng bạc châu báu, lỡ tiếp đãi người ta, còn thấy bà cầm lại có một chén gạo, không để ý tới bà. Bà tức quá tức, bà đổ ra bà lấy chân bà đạp. Rồi xong bà về bà mới làm bánh bao nhưng thịt chó luôn. Này kia bà lỡ bà cho mấy ông đó ăn. Bà tức lên bà làm vậy đó quý vị. Mà cũng cái nhăn người tu mình. Rồi bà sanh ra cái tâm hẳn, bà làm điều đó. Thấy không? Nên cái cõi này là cái cõi dễ tạo nghiệp. Có khi mình đi đến chùa đông gì nè, thấy không? Những đức gặp giàu, những đức tiếp vô đây. Thấy không? Đưa tiền cho thầy. Còn gặp cái bà nghèo đứng ngoài trước cổng, bà đi về đi, nghèo nàn mà gặp túi gì, đúng không? Mình mà vậy thì bị nghĩ như sao? Trong nhà Phật mà còn vậy nữa thì bị nghĩ như sao? Mà có không? Quý vị nói có nhưng đứa không biết nha. Thật sự mà nói thì cuộc đời những đức, nếu mà không gặp Phật Pháp thì những đức cũng là một con người nghèo mà còn hư, mà còn hô.
Người ta nghèo người ta hư thôi, người ta không hô. Còn mình nghèo hư hô. Thua, chịu thua. Vậy bây giờ mình dám chơi người nghèo không? Rồi Nhân Đức cũng là người học dở, học lớp 3 ở lại 9 năm dở không? Chưa từng thấy dở cỡ nào luôn đúng không? Nghĩa là nghèo hư hô dở, không có trình độ, lùn, đi hai hàng, xấu mọi mặt lắm quý vị. Bây giờ dám cười người ta không? Dám chê người ta nghèo không? Còn ai có khả năng thì cứ chê đi. Nhưng mọi vị phải nhớ rằng Phật nói rằng mọi người đều có tính Phật. Tại vì tính Phật người ta chưa hiển lộ thôi. Mọi người hiển lộ trước, hiển lộ sau. Nên mỗi người mình quý vị sống với con người, mình cũng không biết ai là ai làm sao đâu. Có những người mình thấy người ta nghèo khổ lụm cụm gì đó, nhưng mà người ta lại là cái hạng người gì mình cũng không hiểu. Cái hạng Bồ Tát đến mình cũng biết. Thôi gặp người ta cái ai với Đà Phật một câu là tốt nhất. Hiểu chưa? Đó, bây giờ về chùa mình bớ cơm hộp ra thì ai cũng là hộp cơm. Thấy không? Ai cũng hộp cơm hết. Nếu bây giờ mà đem chén cơm ra thì quá nhiều chén à, rửa không nổi luôn. Thấy không? Còn thí dụ như mấy anh chị ca sĩ đến thì thôi mình mời ta lên trên kia ngồi ăn cơm. Mỗi người có nhân viên khác nhau. Bây giờ nếu trong đây quý vị là ca sĩ hết trơn thì thì gán mà đại như vậy, thấy không? Còn mình bây giờ mình Phật tử quý vị phải nhớ rằng là thật sự mà nói, bản thân mỗi một con người có những cái mình cũng phải phương tiện một chút. Quý vị công nhận quý vị phải hiểu điều này chứ. À, bây giờ thí dụ như bây giờ Nhân Đức hướng dẫn Phật pháp quý vị mà lễ lọc gì đông, Nhân Đức xuống nhà ăn, Nhân Đức ban vô, Nhân Đức dành cơm hộp. Vì sao? Nhân Đức chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe, mà trong khi đói quá trời luôn vô bưng cơm hộp ăn ngốn ngốn ngốn. Rồi Nhân Đức hỏi quý vị, rồi quý vị thấy tình cảnh đó thôi ông thầy giảng khỏi cần nghe, thôi Nhân Đức cố gắng lên phòng đóng cửa ăn cho thoải mái, thông cảm. Hiểu chưa? Đó. Cái người làm việc trước công chúng có những cái người ta tránh bớt công chúng để làm chi, phải không? Người ta có thể có cái sức ảnh hưởng. Còn nếu như bây giờ cái gì cũng là mình trà trộn thí vô thì nó cái trọng lượng nó bị thấp đi, sao làm việc cho công chúng đây? Cái này phải thông cảm đó nha, phải hiểu đó. Có những người mà người ta từ bên Mỹ, bên Đức, bên Pháp nó về đến ta tu, người ta bên đó cái cương vị người ta sống nó trong một cái đất nước nó quá phát triển. Bây giờ người ta từ nó ta lội lặn về đây thì thôi mình cũng kiếm cái chỗ nào cho người ta nằm có được một chút. Cái đó gọi là phương tiện, từ từ mình dạy người ta quen rồi mình đẩy nó vô với Phật tử luôn mới được. Hiểu không? Cái đó là cái phương tiện nó đúng quý vị. Còn riêng Nhân Đức là Nhân Đức không có bao giờ mà Nhân Đức tiếp ai riêng nghe. Nhân Đức không bao giờ ăn cơm chung với ai riêng hết chứ. Nhân Đức kiếm chỗ nào ngồi ăn mình phức cho rồi. Hiểu không? Cái này là cái 100% luôn. Nhưng mà mình sống trong cái cuộc đời này, nghĩa là nhân vô thập toàn quý vị. Dù mình có cố gắng cỡ nào trong cuộc đời này, cứ làm sao tặng đáy lòng đi. Còn mày ngoài ra mà nếu mà muốn làm mà cho ai cũng thương, ai cũng khen, ai cũng vừa bụng thì không có được. Cả Phật cũng không làm được luôn. Quý vị tụng trong kinh có phải là Đức Phật còn tại thế vẫn có người ta ghét không? Có ghét, ngoại đạo nó ghét quá trời ghét luôn chứ. Nó dùng mọi cách nó hại Phật, nó làm bầu bì, nó đổ thừa Phật làm cho có bầu. Hiểu không? Đó, đủ chuyện mà, thấy không? Nên trong cái cuộc đời này nó làm sao mà tròn vẹn. Nên chúng ta sống làm sao mà cái lương tâm mình nó thấy thoải mái, cái lương tâm mình thấy vui. Ví dụ như bây giờ Nhân Đức chia sẻ Phật pháp, ca sĩ hát, tu sĩ giảng pháp, ca sĩ hát, làm dâu chăm họ. Mình giảng bài giảng này nhiều người ta nghe người ta thích, nhưng mà có những người người ta cũng không thích. Ta nói ông thầy giảng thấy ghét. Đó, có mà. Ca sĩ mình hát rất là hay, nhiều người khen, nhưng cũng có những người chê mình. Có những người ta nói này, nói kia, nói nọ. Hiểu không? Đó, nên mình trước công chúng nó không có dễ quý vị. Làm sao mà cái lương tâm mình sống nó phải thoải mái. Nên có những cái dư luận mà trong cuộc đời mình lấy nó để làm kinh nghiệm, chứ không phải lấy nó làm khổ. Đừng có để dư luận làm mình khổ thôi, đúng không? Đó. Nên cái nhân duyên trong cái cuộc đời này như ngón tay, bàn tay có ngón dài ngón ngắn vậy đó. Nó đa dạng phong phú, đúng không?
Nên mỗi một người mình đi về chùa mình nghe gì này để mình áp dụng cái cuộc sống. Mình sống sao cho nó đặc biệt. Những Đức nói cái hạnh phúc lớn nhất của con người là sống có niềm vui quý vị. Cái niềm vui là hạnh phúc lớn nhất à. À. Niềm vui là hạnh phúc lớn nhất à. Những Đức nói cái người thường vui họ lâu già. Cái thí dụ như quý vị lúc trước chưa có học Phật, quý vị buồn lắm, quý vị sân si, nặng nề. Những Đức nói quý vị già. Nhưng mà từ quý vị học Phật nghe những Đức giảng quý vị vui, quý vị trẻ lại. Trẻ lại mà, đúng không? Như những Đức bây giờ, những Đức vui hơn ngày xưa nhiều lắm. Cách nay khoảng 7 năm về trước, những Đức già hơn bây giờ. Già hơn bây giờ luôn. Bây giờ những Đức vui nhiều, những Đức trẻ hơn 7 năm về trước quý vị. Tại vì phim ảnh mình coi thấy rõ ràng luôn. Rõ ràng luôn. Cho nên mình nghe gì rồi mình hiểu, mình biết tu duyên tu phước cho nó đặc biệt. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị về đây dự 3 ngày Du Lan. Một là chùa mới bên đây, ngày mai là bên Đại Tùng Lâm, ba là bên Hộ Pháp, chủ nhật là ngày cuối cùng. Tam Bảo gia hộ quý vị ai cũng có sức khỏe vui vẻ nghe. Và về đây phát nguyện nhiệt tình tu tập, đem cái công đức này cầu an cho ông bà cha mẹ còn sống, và cầu siêu cho ông bà cha mẹ của Quyền Thất Tổ và tất cả chúng sanh chết mà chưa siêu thoát đều được siêu thoát nhờ cái công đức này tu tập rất là lớn nha. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia và tại gia phát Bồ Đề Tâm tổ chức lễ Du Lan báo hiếu trong 3 ngày. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức niệm Phật, lễ Phật và tụng kinh Du Lan và nghe chia sẻ Phật pháp phóng sanh cúng thí thực. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ Hòa Thượng xây chùa mà chúng ta được về đây tu tập, và đem công đức này hồi hướng cho Hòa Thượng, cầu an cho Hòa Thượng. Và chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị, ông bà cha mẹ và tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, đều có nhân duyên đặc biệt phát Bồ Đề Tâm niệm Phật, gặp Phật pháp, có lòng tin và niệm Phật, khi cuối đời đều được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ Quyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết chưa được siêu thoát, và những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư vị. Nguyện chư vị thần thức sáng suốt tỉnh táo, hương một bộ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim thi như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành vẫn đào. Như đăng ngô tình chung ngã kim thi nhự cung, tự thực biến thập phương nhất thiết hộ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành vẫn đào. Như đăng cô hồn chung ngã kim thi nhự cung, tự thực biến thập phương nhất thiết cô hồn công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cổng thành phẫn đào. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng. Án ngã ngã nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, bà pha việt nhật ca ra hồng. Giá trị chú thực diệu giả đà,
biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, danh vô vị ơi, tại nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Đọc tam quy y xong mình thả chim. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật hoan hỷ vui vẻ, vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha.